4 kiểu người trong nhân tướng học là gì vậy ta? Thì bạn cần gấp gấp quay lại bài học tương tác thứ 4, 4 kiểu người trong nhân tướng học, để biết cách nhận biết được đâu là kiểu người của nhà lãnh đạo, đâu là nhà chuyên môn, còn đâu ai mới là người tình cảm, hay thế nào là cổ động viên. Bởi vì bạn phải biết được mình là kiểu người nào thì mới thực hiện được các tương tác chính xác được các bạn ạ. Ngoài ra, khi áp dụng vào trong bài tướng tâm nhà quản lý này, chúng ta sẽ hiểu được vì sao nhà lãnh đạo là người quản lý thành công.